Rồi, chào quý anh chị các bạn. Tháng 6 đến nơi rồi, em cập nhật nhanh qua một tí tình hình xe Ford đi. Hot nhất thì vẫn là số động một cầu đúng không ạ? XLSAT, XLSMT. Hiện nay thì đặc biệt cái dòng xe này trong tháng 6 thì nó là thời điểm chuyển giao giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp. Xe nhập khẩu thì thật sự luôn là vẫn còn rất là nhỏ giọt. Tùy từng bên có xe và đa phần là phải ký chờ nhé. Và cái giá thì hiện nay thì với phiên bản số động nhập khẩu thì bên em đa phần các xe đã trang bị phụ kiện rồi, có giá chính thức bán vẫn là 650 triệu. Cụ thể thì anh chị liên hệ trực tiếp qua hotline trên màn hình giúp em, số tự động hay số sàn mà em đều bán nguyên giá nhé, 650 hoặc 630 triệu. Với phiên bản lắp ráp mức giá dự kiến thì bên em vẫn đang là giống như phiên bản nhập khẩu thôi, 650 630, hai phiên bản số động số sàn. Tuy nhiên thì chương trình khuyến mại thì có thể tặng cho quý anh chị vào khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng tiền phụ kiện, hoặc chúng ta quy đổi từ khoảng 10 đến 15 triệu tiền mặt theo xe nhé. Cái này thì chưa có chính thức từ Ford Việt Nam xác nhận, tuy nhiên thì một số đại lý cũng đã nhận cọc rồi. Anh chị có nhu cầu tìm hiểu xe hoặc có nhu cầu mua xe đi lại phục vụ công việc thì cứ bốc máy liên hệ giúp em. Đặc biệt với những quý anh chị mà thường mua những dòng một cầu số động cũng hỏi em rất nhiều về quy trình trả góp, thủ tục và cái số tiền trả hàng tháng như nào thì em cũng làm nhanh luôn. Cái mức vay tối đa cho dòng bán tải thì anh chị vay vào khoảng từ 75 đến 80% giá trị xe. Mình chuẩn bị 20 đến 25% còn lại cộng với chi phí lăn bánh. Mức thuế ở một số tỉnh thông thường là 6%. Như ở Quảng Ninh, Hà Nội hay Lạng Sơn thì nó sẽ là 7,2% nhé, 60% so với xe con, cộng với khoảng 5-7 triệu tiền đăng ký đăng kiểm. Hiện nay thì cái mức vay hợp lý và an toàn với cái dòng xe khoảng 700 triệu lăn bánh quay đầu thì nó vay vào khoảng 400 triệu trong vòng 6 năm, đúng không ạ? Với khách hàng cá nhân, các bác chuẩn bị giúp em là chứng minh thư sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Nếu có sao kê bảng lương thì càng tốt nhé, chúng ta sẽ được ưu đãi hơn về lãi suất. Doanh nghiệp thì các bác chuẩn bị giúp em là đăng ký kinh doanh, giám đốc, chứng minh thư hoặc hộ khẩu của giám đốc nhé, người đứng tên, và báo cáo thuế, báo cáo tài chính trong 6 tháng hoặc nửa hoặc 1 năm gần nhất. Hiện nay thì vay 400 triệu trong vòng 6 năm thì chúng ta sẽ trả tối đa và khoảng hơn 8 triệu quay đầu nhé, cả gốc cả lãi. Tiền gốc chia đều sẽ là khoảng 5 triệu rưỡi và tiền lãi sẽ dao động vào khoảng hơn 2 triệu. Cái này chúng ta sẽ giảm dần theo thời gian vay vì mình trả cả gốc cả lãi mà. Đó, quy trình thì sau khi thống nhất về giá cả về phía bên em, đặt hợp đồng thì 1 đến 2 ngày sau ngân hàng nó sẽ đến tiếp nhận hồ sơ và xin chứng từ gốc để làm cam kết cho vay. Sau khi có cam kết cho vay thì các bác đi bấm biển và ký giải ngân. Ký giải ngân chờ giúp em thêm khoảng gần 1 ngày nữa, tiền nổi về phía công ty thì bên em sẽ chính thức hoàn bàn giao xe. Quy trình tất tật vào khoảng 4 đến 6 ngày và không tính ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. Quý anh chị có nhu cầu tìm mua xe cũ mới, bán xe đó thì có thể trực tiếp liên hệ thẳng cho em để được định giá cũng như là tư vấn mua bán xe trả góp một cách tốt nhất nhé. Rồi rất mong quý anh chị thông cảm giúp em là dịch bệnh em không ra được video đều và liên tục được. Chúng ta ở nhà chống dịch mà. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.